Xin chào, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta lại gặp gỡ tại một trên một mảnh đất tại Hòa Thạch. Cô ơi. Vâng. Tổng diện tích mảnh đất là 591 m. Đây có thể nói gọi là tuyến 2 của trục đường nhựa Hòa Thạch. Vâng, đây là đường trước mặt đấy. Đây, mặt tiền của mảnh đất là 19 m. Đất vuông theo ranh giới tay em chỉ đấy 594 m có 400 m thổ cư và mặt tiền là 19 m mảnh này là nếu như tách đôi tách ba thì rất là đẹp đây đường trước mặt đấy đường trước mặt đây thì do đường nó cây cối nó mọc lên nên là đường nó hẹp hơn nhưng thực ra là đường có thể là gần hai ô tô tránh nhau đấy phía đây là phía đây là trường học trường học của xã Hòa Thạch Vâng à, Phía tay em chỉ trước cái ngôi nhà này là trục đường nhựa Có loại trục chính của Hòa Thạch Trục chính này thì một đường là giao nhau với đường 21 Đi thẳng ra là giao nhau đường 21 Và một đường là rẽ tay trái là đi thẳng ra thị trấn Quốc Hoài Vâng Trục đường nhựa đó là trục uh, liên huyện, trục chính đó Vâng Mảnh đất là 591 m Có 400 m đất ở Tìm một mảnh đất tại Hòa Thạch mà có 500m mà tận 400m đất ở thì đây là mảnh duy nhất Vâng, mặt tiền 19m quý anh chị nha Mặt tiền của mảnh đất là 19m à, 19m mặt tiền, rất là rộng Đây ạ Đây, Mặt tiền 19m 591m có 400 mét thổ hư, 400m đất được. Đây Mảnh này thì tách đôi, tách ba đều ok hết Và đi lại rất thuận tiện Cách trung tâm Hà Nội khoảng tầm 40km và vài bước chân thôi vài bước chân là ra ngay đến trục chính đường nhựa hòa thạch nếu quý vị chị nào đã đầu tư đường nhựa hòa thạch à, đã đầu tư đất tại hòa thạch thì sẽ biết được mảnh này có vị trí rất là đắc địa à, ngay đây trường học đây ngay sau trường học đây cách ủy ban xã hòa thạch nó chỉ tầm vài trăm mét thôi ra ủy ban xã hòa thạch vâng đằng trước mặt trước của cái tòa nhà này là cái sân vận động trung tâm của xã hòa thạch và nó nằm sát với đường nhựa luôn Đấy. Sân vận động trung tâm của xã Hòa Thạch. Tổng diện tích là 491 quý anh chị nha. 491 m. À 591 m. Có 400 m thổ cư. Vâng. Quý anh chị quan tâm thì xin hãy liên hệ với em. Xung quanh đây em còn gần chục lô mà chủ đầu tư đang gửi bán toàn những lô đẹp thôi. Vâng. Mảnh này thì đang cũng đang giá đang giá là đang đầu tư tại khu vực này. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Anh chị hãy ấn đăng ký kênh và bấm chuông để có thể xem những video tiếp theo của duy tùng dreamland